mà trước khi chấm dứt ấy, thì tôi cũng muốn rạch ròi hai thứ. Một là quan hệ giữa mẹ con tôi có tồi tệ đến mức nào cũng không khiến người ngoài xen vào. Việc thứ hai tôi nhắc cô, đừng dở chiêu trò ra với tôi, với người nhà này. Nhà này ấy, cấu xé thế nào ấy, thì đừng có vì cháy nhà mà hôi của. Cũng đừng mơ sức nước hoa để chứng tỏ vị trí của mình. Cháu xin lỗi vì những sai lầm sơ đẳng trong nghề nghiệp đã gây ra những chuyện như thế này, khiến cho cô và chị Hà tổn thương. Nhưng cháu không chiêu trò gì cả. Cháu đến đây là vì chuyên môn nghề nghiệp, nên mong cô đừng nặng lời. Chuyên môn nghề nghiệp.